ở Phú Thọ không có cá tầm. Đến anh ạ, đây. Nhà này có cô gái xinh lắm. Chú Phong ơi, chú Phong, chú Phong ơi. Đồng ạ. Anh tìm bố em lấy cá ạ, à? Để em vào gọi bố em nhá. Đâu, bố em đâu? Đây bố em ngoài này ạ. Bố ơi. Anh sang lấy cá đây à? Kêu con to anh Khánh ơi. Anh em Khánh đang có mặt tại trang trại cá tầm của chú Phong. Chú thì nuôi rất nhiều cá tầm thương phẩm. Hôm nay mọi người cùng anh em Khánh đi tham quan trang trại của chú xem nhiều cá tầm như thế nào nhá. Đi. Sống ở đây à? Ừ, giới thiệu với em, đây là nhà của bọn anh. Vào đây. Nó là sụn mà. Để cái cây thì chọc cho nó phát cho nó gãy xuống.
Quỳnh ơi, rửa anh quả bò này với. Vâng, anh cứ để đấy ạ. À Quỳnh ơi, còn cái bắp chuối nữa nhá, 2 cái. Vâng, anh cứ để đấy thì em làm ạ. Đếm lấy bữa canh đủ chấm nhá. Ừ, bình thường hay chấm một canh ha. Mà thôi, hôm nay để anh quyết tâm đổi vị cho cả bữa ăn luôn. Thử làm sốt chấm mới này xem có ngon hơn không nhé. Chị Thiêu Khánh ơi! Ủa đây mát thế! Nó xong rồi đấy này! Công nhận ở đây thời tiết thích thật đấy! Xong rồi mọi người ơi! Ừ, lắm đấy cả! Nhé. Lắm đấy! Được ăn ngon! Ở đây có, ở đây. Thôi để cho nhúng ăn nóng luôn. Đây có.